Rồi, đến hẹn lại lên nha. Đinh Ba Búa xin mến chào toàn thể anh em và các bạn trên trái đất. Nay chào trên trái đất luôn, không chơi Việt Nam nữa. Rồi, thì hôm nay mình soạn ba lô cho các bạn nha. Thì ba lô, cái lô ba lô này là lô hôm bữa nó giờ đó bạn, mà nhà mình nó lu bu quá, mình không có thể nào có thời gian để soạn ba lô lên video luôn. Thì hôm nay mình cố gắng mình soạn ba lô này là hết phim bạn. Hết phim là hết máy đó. Rồi thì nó cũng ít thôi bạn, có nhiều lô, 2-3 lô à, nó cũng tầm mười mấy lô thôi, 16 lô. Có lô Maru này bạn, lô Maru này có con siêu hợi này, con này 3030 nòng 37 ly này. Đó. Rồi, với có lô Shidua 251 này các bạn. Lô này là toàn Shidua 251 thôi nha, Shidua 251 thôi. Với lô này là lô Echo 209 có đời này các bạn, 213 có đời, 4 con đều có đời luôn, có con có tỉ cành nữa nè. Đó, có lô hàng VIP nha, hàng VIP lô này thì máy VIP nha, Honda GX25 đó. Bữa con anh kêu là máy VIP bán đi đâu hết rồi đó, nay mình lên máy VIP cho nè, thử có mua được nổi không nha, tại vì máy VIP này nó mắc tiền. GX25 nha, GX25 đây là ba lô thôi các bạn, giá nó mềm, ba lô thì nó có chiều rưỡi cây thôi, chứ còn máy cần đây nè, máy cần mình đang để dành đây nè. Đó, máy cần đây, mấy cần là nó tới chịu 8 cây lận đó, cũng hàng VIP đó, mình để đây, mình chưa có bán đâu, mình treo đó thôi, những cái hàng mắc tiền đó mình để dành các bạn, ít khi mình bán, chứ không phải là mình bán đi đâu đâu, mà mình để dành, tại vì hàng đó nó mắc quá bạn, chỉ dành cho những anh mà nhiều tiền thôi. Rồi, lô này là lô Shidua S35 bạn, Shidua S35 đó. Rồi, hôm nay có gì Echo 231 này, 230 này, có cục đời nữa kìa bạn, rồi cái gì Rubin 261, rồi Echo 253 này, có máy sắt nữa bạn. À, lô này rẻ nè bạn, lô này nó tới 25 đầu luôn nha. À, lộn 15 đầu chứ lộn, 15 cái đầu, tính tiền 10 đầu thôi nha, 2 triệu. Tức là 15 cái nhưng mà tính tiền 10 cái thôi, tặng 5 cái. Đó, lô này á. 253 nè, rồi 209 nè, 253 nè, đó 253 nữa nè. Nhiều loại nha, bua xua sắt. Rồi. Hôm nay có VIP nữa nè. Đó, TL33 nha. Con này 2 triệu rưỡi, con này 2 triệu 3. Rồi Mitsu T200 nè. Con này 1 triệu rưỡi, con này 1 triệu 2. T200 nha, nòng 39 ly các bạn. Nòng 39 ly chứ không phải 40 ly, còn ly nữa đủ 40 á. Nó 40 sơ sơ nha, 40 sơ sơ nòng 39 ly. Mitsu T200 nha, con này là 1 triệu rưỡi. Con này là 1 triệu 2. Đó. Rồi. Rồi trước khi vô cuộc chơi thì mình cũng thông báo thể loại mua bán bên mình nha các bạn. Nhiều bạn coi hoài mà không biết. Thì các bạn nào mà khách lạ nha, các bạn gọi điện chốt đơn là các bạn phải đặt cọc nha các bạn. Bên mình sẽ nhắn số tài khoản qua cho các bạn và các bạn đặt cọc cho bên mình. Đó là bạn nào chốt đơn nha. Là khi mà các bạn đặt cọc là mình sẽ gửi giờ đó, là ví dụ lô máy này nó 5 triệu tư đi, các bạn đặt cọc 400 đi, là còn 5 triệu thì mình gửi về đó là bưu tá hoặc là bưu điện, họ sẽ thu các bạn 5 triệu cộng với lại tiền phí vận chuyển. Thì phí vận chuyển thì mình nói luôn là bên Viettel nếu mà gửi khu vực miền Nam các bạn mà thì nó 5.000 một ký, còn mà gửi cái khu vực ở ngoài miền Bắc là 6.000 đến 6.500 một ký nha các bạn, 6.500 7.000 một ký là khu vực miền Bắc. Còn khu vực ở miền Nam bạn, tức là từ miền Nam là từ cái khu vực mà từ miền Trung đổ vô, miền Nam là từ đâu, từ Nha Trang đổ vô bạn, từ Khánh Hòa Nha Trang đổ vô là khu vực miền Nam, còn miền Trung là đi ra nữa bạn. Miền Trung thì giá nó cũng bình bình thôi, nó không cao đâu, nó rẻ hơn là miền Bắc đó. Thì là phí là làm ví dụ như 10 cây máy này bạn, 10 cây máy này là nó một cây mình cho nó nặng là 6 kg, 10 cây là 60 kg, các bạn nhân lên nếu mà gửi cho miền Nam là 6 lần 5 30 là khoảng tầm 300.000 là tiền thu hộ, là Viettel họ tính là tiền thu hộ, ví dụ 5 triệu là họ đánh lên tiền trách nhiệm thu hộ nữa là thành 350-400.000 tiền phí đó bạn, thành 300-400-350 thôi, rồi đó thôi, đó là tiền phí vận chuyển nha. Rồi hôm nay hôm qua mình soạn sát mà các bạn gọi cháy máy luôn, hôm nay phải nói các bạn hôm qua giờ mà các bạn gọi trời ơi gọi mà nghe không kịp luôn, nay con thư ký nó mua thuốc bổ não nó uống luôn mà các bạn biết rồi, nghe điện thoại muốn lủng màng nhĩ luôn hôm qua. Hôm nay nên là hôm nay mình lên sát là mình chờ, mình không chơi giống qua nữa, hôm nay là mình chơi nguyên lô luôn cho bán cho nó khỏe cho đầu đó, anh em nào hốt là hốt mẹ giờ mình nguyên lô luôn đi chứ
chơi mà một hai con các bạn gọi mà nghe điện thoại muốn đuối luôn à, nghe mà muốn chóng mặt luôn à, nghe không nổi tại nhà mình nó cũng nhiều việc lắm bạn, chứ không có phải là rảnh gì đâu bạn, bên mình nó nhiều việc lắm. Rồi lô này là lô sát đó bạn, lô sát 15 cái đầu này 2 triệu này, mình bán lô này trước đi. Thì cái lô này đây 253 này 209 này, cái con nó quay này, này quay được luôn nè bạn, đâu con quay được cái con nó cứng nha bạn, hên xui thì sát mà đã gọi là sát rồi bạn, thì nó là hên xui nha. Đó thì nó giờ bên Nhật nó giờ nó thiếu đồ bạn, nó thiếu đồ hoặc là nó rớt, nó còn mỗi cái đầu á, là như vậy là mình bán sát luôn. Rồi giờ mình bán giá cũng rẻ thôi, chứ cái lô này bên Nhật nó tính mình cũng giá cao đó bạn, gần 1 triệu cây á, nhưng mà các bạn thấy không, giờ mình bán 15 cái đầu này nếu mà tính ra tiền là nó cũng phải 10 triệu các bạn, mười mấy triệu á, ít đâu, mười mấy triệu chỗ này đó bạn, nhưng mà mình bán cho bạn 2 triệu à, thấy không, và chạy ra cái lô này mình lỗ phải là 10 triệu rồi, thấy không, mình lỗ 10 triệu chỗ này á. Rồi 2 triệu nha, 15 cái đầu. Rồi lô con TL33 nè bạn, con này thì nó con này chới hai kim nha các bạn, con này 2,5 triệu đây. Thì TL33 nó hiếm lắm bạn, nên là mình chia cho anh em nói chung là chia sớt các bạn, gọi là chia sớt cho anh em mỗi người một con, chứ bây giờ mà bán cho một người thì những anh em kia không có nha. Con này đợi bạn 2,5 triệu nè, 2,5 triệu chới hai kim nè. Đó con này là cũng chới hai kim luôn, con này thì 2,3 triệu đây bạn, chới hai kim luôn nè, 2,3 triệu nha, TL33 nha, con nào hơi cũng khật khật hết á, hơi khực khực đó. Con này là 2,3 triệu, con kia là 2,5 triệu nha. Rồi chia sẻ cho mỗi người con nha, chứ hai con này mình gộp lại mình bán thì những nhiều anh em mua không có. Rồi con này là con Mitsu T200 nha, T200 40cc nồng, nó 39 ly. Thì con này là 1,5 triệu nha các bạn, con này 1,5 triệu nè, con này áo nó còn đẹp nè các bạn, đỏ chói luôn. Còn con này áo nó hơi xấu nè, con này đợi bạn là 1,2 triệu ra. Con nào hơi cũng cực cực hết nha, hơi bốt như bữa nay không có bốt như Ngọc Trinh nữa, chắc Ngọc Trinh không bốt nữa đâu. Rồi lô này là lô số 1 đi bạn, lô này thì lô này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây, 400.000 một cây nha các bạn, là 2,4 triệu 6 con. Là cái con kia là Echo 281 bạn, 281, con này là S25 nè, con này là TF24, con kia là Rubin 231, lát quay trong nha. Đầu bò của nó đây, đầu bò còn nguyên si hết nha, đó nguyên si á. Lô này là lô số 1, lô số 1 nha các bạn, có một cây cứng nha. Thì mình xin phép cái cây cứng là mình không có trừ tiền nha, tại vì cái giá mình bán 400.000 là giá sát rồi, không có trừ nữa. Đây bạn, đó 231 này, con kia là 281, con kia S25, con kia TF24, con này là Mitsubishi 130 bạn, con này hợi bạn, con này hợi nè, con này hợi của Campuchia, con này con gì mình không biết đâu. Rồi 400.000 con nha. Còn mấy con này nó không có khung ba lô, mai tụi nhỏ nó đóng hàng nó sẽ bỏ vô thùng cho các bạn đầy đủ thùng. Khung thì bên mình có đầy đủ bạn, không có lo. Chứ các bạn chỉ việc mua hàng thôi. Rồi có 2,4 triệu ra 6 cây luôn. 1 2 3 4 5 6 luôn. Bán hai con đủ vốn rồi bạn, giờ làm nổ hai con là lấy đủ tiền rồi. Rồi lô số 1 nha các bạn. Ở đây quên. Cái con này là 650 bạn, quên nhớ, con này là Nativo nha các bạn, 26 nòng 34. Đây, 26 nè. Nòng 34 ly nha. Tum rời nha các bạn. Tum 260. Còn của nó kìa, đầu bò của nó kìa bạn, đầu bò chén dao đầy đủ luôn á, ra bóp luôn. Rồi. Con này là 650 nha, con thôi. Nay là mình vét gần sạch nhà rồi các bạn. Bây giờ nhà mà còn cái gì là mình lôi ra mình bán hết. Tại vì máy nó hết giờ rồi các bạn, nó ngưng công container bên Nhật bây giờ nó tạm ngưng các bạn. Bữa giờ nó ngưng cũng được 5 ngày rồi. Nó ngưng mới 5 ngày thôi các bạn, ngưng 5 ngày thôi là đi mà búi mình hết hàng liền các bạn thấy không? Mình giờ một lần là 500.000 cây chứ, nhưng mà nó chỉ cần ngưng 5 ngày thôi là mình hết hàng liền. Rồi. Lô số 2 nè bạn, lô này mình có khuyến mãi cho bạn cái đầu máy nè, cái đầu 253 luôn nha. Thì cái đầu này đáng lý là mình bỏ trong lô nhưng mà nó bị cứng nha bạn. Cái đầu nó cứng nên mà mình tặng luôn, không tính tiền tặng luôn nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây. 9 cây nha các bạn. 9 con nha. Có một con có cuộc đời kìa. Đây. Con này bạn, con này có cuộc đời nè. Con này mới nhất trong bầy nè bạn, mới đó. 1 2 nè, 3 nè. Nói chung là con nào cũng mới nha, nè. Đó, con nào nó cũng mới đó, mới keng luôn nha. Con này có cuộc đời nè, con này áo nó mới keng nè. Rồi 253 hết nha các bạn, 253 hết luôn á. Lô này toàn 253 thôi. Thì lô này là 5,4 triệu nha, lô số 2. 5,4 triệu các bạn, là tặng một cái đầu nha các bạn, tặng cái đầu. Rồi lô Echo 253 nha các bạn. Đầu bò nó đây các bạn, còn kiếm nó đây.
Đó, đầu bò nó này, cần nó này. Rồi, lô số 2 là 5.4 triệu nha các bạn. Lô số 2 9 cây nha các bạn, Echo 253. Mình quay đằng sau cho các bạn xem. Đằng sau nó cũng vậy thôi các bạn, nó không có gì đâu, nó có khỉ khô gò móc gì đâu. Thì cái khung của nó còn đẹp lắm bạn, khung nè. Sớp còn mút còn nè, mút còn hết nha. Thấy không? Khung còn liền lạc. Rồi. Lô này 9 cây nha các bạn, là 5.4 triệu các bạn, 9 con 5.4 triệu. Lô số 2 bạn. Đó. Lô số 2. Lô số 3 đâu rồi ta? Lô số 3 ở đây, lô số 3 đây bạn. Lô số 3 này là 1.4 triệu nha các bạn, hai con này. Con hai con này là hai con Makita nòng 34 ly nha. Con cái dòng này các bạn, nếu mà mấy cần á, là thường nó 22 25, nhưng mà ba lô là thường nó 26 nha các bạn. Ba lô là nó 26. Đó, ba lô á. Này, con này chới quanh rồ ra ngang nha. Rồi nòng 34 ly nè, con này cũng vậy, nòng 34 ly nó là 261 nha các bạn. 261 nè các bạn, đó nè. 264 con này 264 nha. 264. Bình xăng còn trắng đẹp nha các bạn nè. Còn xăng Nhật luôn, con này nó còn xăng Nhật luôn các bạn. Bóp vú bơm được luôn nè, vú bơm còn bóp được luôn. Đó bạn nghe không? Đó, thấy không? Bóp vú bơm còn lên luôn, sẹt sẹt luôn. Con này cũng vậy các bạn, con này vú bơm rồi. Đó, vú bơm còn bóp được luôn các bạn. Đùa mấy con này bóp vú còn được luôn. Vậy là nó còn chín. Vú bóp còn sướng mềm mại các bạn. Hơi nè, dây giật nè. Thấy không? Rồi. Nói chung là mấy con này vú bóp còn sướng các bạn. Còn mềm mại, bóp nó đã sướng sướng. Rồi. Lô này là 1.4 triệu nha. 1.4 triệu. Lô số 3 là hai con Makita nòng 34 ly. Rồi. Bình xăng của nó còn trắng lắm bạn. Hàng thì mình không có rửa nước nha các bạn. Thứ nhất là không rửa nước, thứ hai là không rửa hóa chất. Nè, nên các bạn thấy nó dơ nè, các bạn thấy không? Thì các bạn giờ tự vệ sinh nha. Các bạn tháo ra các bạn tự vệ sinh. Tại vì nhiều khi mình rửa nước, rửa hóa chất axit đồ bạn nó ngấm vô trong cái tôm nó xào bi đạn, là giờ các bạn dọn nó cực nha. Mất công phải thay bạch đạn đồ nữa, thay vòng bi. Rồi. Lô 3 này là 1.4 triệu nha các bạn. Đầu bò của nó này. Rồi, đó. Lô số 4 à, lô số 4 này là Echo 230 với lại 231. Thì mấy con 231 này là có hai con có cuộc đời nè các bạn. Hai con này nó có cuộc đời nè, đây cuộc đời của nó nằm đây nè. Đó. Bồ nó còn trắng đẹp lắm bạn. Này còn đẹp mới lắm. Con này 231 nè các bạn. Ừ, cuộc đời nó nằm đây. Bồ nó nè các bạn, trắng đẹp. Đó thấy không? Trắng đẹp nè. Con này thì 23 nha các bạn, này 23 nè. Con này đời mới bạn, này đời mới, con này cũng đời mới luôn nè. Bồ bình xăng nè. Xăng trắng tinh luôn. Các bạn thấy nó dính mùng cưa này, tức là container người ta đóng hàng các bạn, là người ta đổ cái mùng cưa bên dưới container để quăng máy lên cho nó không bị xây sát các bạn, cho nên nó dính mùng cưa này. Đó, hàng mà đóng công giờ là đa số nó dính mùng cưa các bạn. Thấy không? Tại vì các bạn mua công các bạn mới biết là thường những hàng mà nó đóng công giờ là nó hay dính mùng cưa. Là ở trên công là khi các bạn mở container ra là toàn mùng cưa đó, nó nằm bên dưới đó. Đó nó dính nè, các bạn thấy không? Rồi. Lô này là 3.5 triệu nha, lô số 4 này. 23 này, 23 con này đời mới nè, đẹp, con này đẹp nè. Con này nó che cái mắt, mất cái mặt tiền của con 23 đẹp nè. 23 này đẹp luôn, con nào cũng mới các bạn, mở ken luôn nha. Con này tâm rời nha. Đó, tâm rời hết, hai con này có đời các bạn, con này thì không có đời. Rồi, lô số 4 này có 3.5 triệu thôi các bạn, lô số 4 nha. Lô số 4, 5 cây nha các bạn, 5 cây, 7535 đó bạn, 700 ngàn con thôi. Đồ bò của nó nè, có một con là còn ổ cước luôn nè các bạn. Mấy ổ cước này là mình không có tháo nha các bạn, mình đỡ cho bạn luôn. Còn cái lưỡi dao là mình tháo, là lý do là mình tháo lưỡi dao mình bán để mình mua cái kẹp dao các bạn, cái nắp dao này để mình gắn cho các bạn. Đó, ví dụ như con này nó mất cái nắp dao này các bạn, thì mình nhập cái bộ nắp dao này là mình nhập về là hết 30 ngàn bộ các bạn. Đó, 30 ngàn bộ nắp dao để mình bỏ vô cho các bạn, với lại con ốc nữa, con ốc trên ngược này để mình thả vô cho các bạn nha. Đó, bên Nhật bây giờ là nó thiếu cái con, nó có nắp dao bạn, con nó mất. Nói chung là con có con không mà. Đó. Rồi mình nhập cái nắp dao mới mình giờ mình thả vô cho bạn thôi. Chứ mình cũng không ăn uống gì đâu. Rồi. Lô số 4 và lô này là 3.5 triệu nha. Lô số 5. Lô số 5 này là 1.3 triệu nha các bạn. Lô này là hai con này đó là Tanaka nha. Hai con này các bạn lấy nhanh nè. Tại vì hai con này giá hôm nay là mình để cho bạn rẻ rồi. Hai con này nó tới 27 sơ sơ lượng. Nòng của nó 34-35 vậy ạ. Tanaka mới in Japan nè các bạn, nó dập mới in Japan trên cái lóc luôn. Đó.
nè, nó dập ngay đây luôn nè bạn. Đó, cái thằng Taraka này bạn chỉ cho bạn mẹo làm nè, các bạn nhìn nè, cái này nó có cái miếng cách nhiệt, các bạn, nó hơi mỏng nha các bạn. Giờ các bạn độ thêm một cái miếng cách nhiệt dày vô nữa, bao các bạn chạy bao phơi luôn, chạy là bao phơi luôn nha các bạn, chạy là ăn tiền luôn các bạn, lấy tiền khách là vô địch luôn. Đó là mình chỉ mẹo cho anh em mà nhiều anh em làm nha. Đồ bò nó nè bạn, dập da băng nè, 27 nha các bạn, quỷ này nó 27 giờ sơi á. Đây nè, nó ghi 27 nè, không 27 giờ sơi á. Rồi lô số 5 này là 1.3 triệu nha các bạn, 1.3 triệu thôi. Con này bình xăng còn trắng nè, đẹp, bình xăng trắng nè, trắng tinh luôn bạn, mở can luôn. Con này là bình xăng của nó không phải là nó đổ xăng nó vàng các bạn, mà là cái bình xăng này nó đúc mới ra là nó màu vàng các bạn. Cái dòng này là đa số 10 con là cái bình xăng của nó là nó đúc nhựa, cái nhựa này là nhựa màu vàng nha các bạn, chứ không phải là nó do nó đổ xăng vàng đâu. Nhiều bạn nhìn tưởng là cái bình xăng này nó đổ xăng vô để lâu quá nó vàng, nhưng mà rin của nó là màu vàng các bạn, nó mới sản xuất ra là nó đã vàng rồi, tại vì nó đúc nhựa màu vàng, nó đổ màu vô, nó pha vô cho nhìn nó phối hợp ăn ý với cái máy các bạn. Rồi hai con này nó là tum 260 nha các bạn, tum này là tum 260. Nói chung tum này là tum thông dụng đấu xịt thuốc các bạn. Nhiều khi các bạn nhìn trong video các bạn không có nhận định được, nên là mình phải nói cho bạn biết nha. Đó thì Tanaka này mình chỉ cho bạn cái mẹo làm nha. Chỗ này nó có cái cổ cách nhiệt. Cổ cách nhiệt này thì các bạn nới nó xa ra một tí, tức là các bạn giờ các bạn đấu cái cổ cách nhiệt nó xa ra một tí cho nó đỡ bị sôi xăng đó bạn, bị nóng xăng là bao bạn chạy phơi lắm bạn, sướng lắm. Đó mình chỉ cho anh em thợ giờ làm nha. Nhiều anh em làm chưa có quen á, quên bài đó bạn, nhiều anh em ẩu quên bài, thầy chỉ nhưng mà quên hết rồi, khi mà ra ngoài rồi họ quên thầy luôn. Rồi lô số 5.3 nha. Lô số 6 bạn, lô số 6 nha. Lô này 1.9 triệu các bạn, lô này 1.9 triệu nè. Lô này là hai con ba lô Estin 26 nè. Đây. À, một con là Estin 26, một con là Komatsu 3030 bạn, con này nòng 38 ly. Tum 260 nha các bạn. Bộ nó nè. Bộ nó nè bạn, đó. Rồi. Con này là Estin 26 nòng 34 ly. Con này nó nghẹt bô nè các bạn, giờ thông bô ra nãy mình giật thử rồi, hơi thì ngon mà nghẹt bô, chạy chới hai kim. Con này áo xấu lắm bạn, áo xấu nè. Nhưng mà dây giật đẹp nè bạn, các bạn đừng nhìn bề ngoài mà bắt cầm von các bạn nè. Hơi còn ngon nha các bạn, mà nó nghẹt bô nha. Dây nó nè. Dây nó là dây màu, cái màu đặc trưng của thằng Estin này các bạn. Màu nó hơi ngà ngà các bạn, kiểu vậy á. Rồi. Lô này là 1.9 triệu nha, 1.9 triệu. Lô số 6 bạn, 1.9 triệu nha, lô số 6 nè. Estin. Còn của nó đây. 305 là con này là nòng 38 con Maxu các bạn, còn con này là con Estin. Rồi. 1.9 triệu nha các bạn, lô số 6 bạn, lô số 6 1.9 triệu. Tum này là tum rời 260 hết nha các bạn, tum 260 tum rời á. Đấu xịt thuốc hay là đấu cần 260 Trung Quốc gì cũng được hết nha. Rồi, lô số 6. Tiếp bạn, lô số 7 bạn, lô này cũng hai con đều là Komatsu luôn nha, nhưng mà này nó là G2K. Con này là G2K sơi bạn, này 2K sơi nè. Có cuộc đời nè bạn, con này nó có cuộc đời luôn nè. Đây nè. Đó, cuộc đời nó nằm đây nè bạn. Đó, 2K sơi. Bình ắc quy nó nằm đây. Đây bình ắc quy nó nằm trên đây nha các bạn. Này nè. Đó, ắc quy nó nằm trên cái khung đó à. Trên cái khung ba lô đó. Còn con này là G2K nha, nòng 34 ly. Còn con này là G2K sơi nòng 32 ly nha các bạn. Thì con này nó mất cái khung ba lô rồi, mai đóng hàng mình bỏ sâu nha các bạn. Này nè. Lô này 1.5 triệu thôi. 1.5 triệu thôi nha. Rồi, nè con này nó có cuộc đời nè bạn. Đó, cuộc đời á. Này nó 2K sơi đi, có cuộc đời nòng trắng tinh các bạn ơi. Đẹp lắm. Con này mất cuộc đời nha. Rồi. Rồi hai con này có 1.5 triệu đâu bạn à. 1.5 triệu nha, lô số 7 bạn, lô số 7. Đồ bò nó nè. Rồi. Lô số 8 bạn. Hai con này là hai con Honda GX 25 nha các bạn. Lô này nó là loại này nó 1.5 triệu con, nhưng mà có một con nó bị thiếu bình xăng con nè. Bên Nhật nó giờ là nó dãy luôn bạn, nó thiếu bình xăng con với lại nắp gió, mình trừ cho 500.000 luôn nha. Là còn 2.5 triệu. Lô này là
Honda GX25 nha. Nè, GX25 nè bạn. Hàng Nhật nha các bạn, hàng Nhật bãi chứ không phải là hàng Việt Nam nha. Đây các bạn nhìn lốc ở trong nè. Cái mã số này bạn, mã số ở trong nè. Đó. Nhìn là biết rồi nha các bạn, mã số trong nè các bạn nhìn biết rồi. Còn hàng Việt Nam là hàng Thái Lan là nhìn biết liền nha. Anh em là trong ngời nhìn biết. Đó, lốc trong đó này. Đó. Rồi. Một con là thiếu bình xăng nha. Một con là đủ đồ, con thiếu bình xăng này ba lô nha các bạn, ba lô. Ba lô thì nó 1,5 triệu cây. Ba lô các bạn, còn mấy con thì mắc lắm bạn, mấy con mình đang đỡ trên nóc nè, đây, đang đỡ nóc nè. Đây các bạn, đó mấy con. Mấy con thì nó tới 1,8 triệu cây lận bạn, mấy con á, báo giá luôn, mắc lắm. Rồi. Đây các bạn, khung đó nè. Con này mất đầu bò các bạn, mai đóng hàng mình quan cho các bạn cái đầu bò khác. Rồi, lô này thì mình trừ các bạn 500 luôn nha. Cái đồ này thì nó có bán mới này đầy các bạn, GX25 này mới nó đầy, nhưng mà mình không thích gắn đồ mới vô các bạn. Mình thích trừ tiền nhé, giờ anh em thợ tự xử lý nha. Mình không gắn, chứ gắn đồ mới bình xăng con với lại gắn đồ vô thì nó cũng tầm 150 nữa thôi các bạn. Mình gắn vô tầm 150-200 là hết đá thôi. Nhưng mà mình thích trừ tiền nhé các bạn. Rồi lô 8 này là 2,5 triệu nha. Lô 9 các bạn, hai con này là G, à lộn sao G vậy ta, hai con này là Shidua S35 nha các bạn. Shidua S35 hợi, hợi lớn nha, hợi này hợi đập cước. Đây bạn, S35 này, nó có mã số đây nè, S35 mã số đây. Rồi, hai con này là nhiêu tiền đây, 2,8 triệu mà, 2,8 triệu lô số 9, hàng siêu VIP nha các bạn. Hơi con, hai con này hơi dữ dằn lắm, hơi bốt như Ngọc Trinh, à lộn. Ngọc Trinh sao hơi không có bốt nữa bạn, quên nữa chứ, nó nhầm hoài ta, miệng nó quen các bạn. Ngọc Trinh hơi không có còn bốt nữa, quên. Rồi, hơi hai con này thì bốt lắm nha, dữ lắm. Lô 9 này là 2,8 triệu nha, lô số 9. Lô số 9 nha các bạn. Shidua S35. Bình xăng đồ còn nguyên si hết. Đồ đầy đủ nha các bạn. Rồi, lô số 10 mà, lô này là ba con Shidua 25 nha các bạn. 25 các bạn chú ý nha, không phải là 231 nha. Nó là 251 nè, số lớn. 25 máy mắc tiền các bạn. Này mà nó mà mấy cần 25 nó tới 1,3 triệu 1,4 triệu một cây lận. Là 251 các bạn lưu ý giúp mình nha, không phải là 23. Tại vì cái lô này nó giờ không có 23 bạn, còn 25 thôi. Nè, con này cũng 251 này bạn. Đó, 251 sang dưới. Con này 251 sang dưới luôn. Chới ra ngang luôn các bạn, chới ra ngang luôn nè. Con này là 251 sang trên. Đó. Rồi. Lô này các bạn lên cần cũng nhanh lắm bạn. Hỡi bình thủng. Lô này thì nói gì nữa, mạnh lắm bạn. 251 này nó mạnh hơn là những máy Trung Quốc của hàng 26 luôn. Nói chung cái dòng này thì đối với anh em Bình Thuận thì nó rất là quen thuộc rồi. Nên mà bố mình rất là, nói chung là nhiều anh em ở Bình Thuận dặn mình hàng này lắm bạn. Mình bán cũng rất là nhanh lắm bạn, không cần phải lên video đâu. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải lên video cho những anh em ở tỉnh khác các bạn, để mà biết những cái dòng máy nó ngon, những cái dòng máy nó ok, để mà nhập về để mình bán cho dân. Vậy thôi. Chứ thật ra những cái dòng máy này bạn là mình có đài, mình có, nói chung là mình có mối giao hết rồi. Chứ không phải là mình không có mối mà mình mối mình giao hết rồi. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải quay video lên để mà những anh em nơi khác các bạn mình thấy được những cái dòng máy, mình biết được mình mua các bạn. Đó là như vậy thôi các bạn. Chứ không phải là mình cái dòng này ở mình giao ở Bình Thuận nhiều lắm bạn. Bình Thuận anh em người ta lấy rơi lắm. Rồi lô này có 2,5 triệu thôi. Thì những anh em ở nơi xa mình thấy mình mua, giờ mình làm thử nó ok không? Chứ dòng này là nó rất là bền nha các bạn, chạy rất dữ luôn. Các bạn mà bán cho dân địa phương của các bạn thì khỏi gặp lại ông khách đó mà quay lại luôn, ổng xài hết đời của ổng luôn. Đó. Rồi lô này là có 2,5 triệu thôi. Đầu bò của nó nè. Đây các bạn. Rồi. Đó, đây là dòng máy là nhiều khi mình có đài mình giao hết rồi, nhưng mà mình cũng cố gắng mình lên video để cho những anh em ở nơi tỉnh khác các bạn, ở ngoài miền Bắc hoặc là miền Trung hoặc là miền xuôi, miền Tây rồi vậy các bạn, để mà biết hàng để mà mua nha các bạn. Đó là mình tư vấn những hàng tốt cho nhiều anh em mua. Rồi lô 11 các bạn. Lô này là 2,8 triệu nha. Lô này nó là Echo 209 bạn, nhưng mà mấy cần là 209 nha, nhưng mà thằng ba lô này nó lớn hơn một số bạn. Nó là 213 này bạn thấy không? Nó y chang 209 nhưng mà ba lô nó là 213. Con này nè, có một đời nè bạn. Con này các bạn mà bấm nút đời là có khi nó nổ luôn á. Giờ các bạn sạc bình lại nha. Nè, đời thử mình, đời thử nó nổ không?
À không nổ, hết pin rồi. Hôm nay đời nổ đâu có tăng tiền lên luôn á chứ. Nè, các bạn giờ bấm nút sạc pin lại nha. Sạc pin lại. Đó. Bốn con này đều là có đời nha các bạn, nó có cuộc đời nè, bình đây nè. Bình đây các bạn, bình ắc quy đây nè. Đó. À con này nó rút sạc lên rồi nè. Cái dòng này khi nó chạy là nó tự sạc mà. Giờ nhưng mà các bạn giờ phải kích bình lên. Sạc là thằng này các bạn muốn sạc á là sạc bằng cái cục sạc 6V nha các bạn. 6V cục sạc xe máy đó các bạn, 6V hoặc là cái cục sạc của mấy cây súng binh đó các bạn, súng binh đồ đó. Cứ sạc 6V là được à. Các bạn chỉnh làm sao? Lấy cục sạc xe máy bạn, các bạn chỉnh giờ cái nóc 6V các bạn sạc. Rồi. Lô này là 2.8 triệu nha, lô 11. Cuộc đời này nhìn hay. Đời nó chắc chắn nha. Chắc chắn á. Ổ giật nó có luôn nha, nó có đời nhưng mà nó vẫn có ổ giật. Lô này là 2.8 triệu nha, 4 con nha các bạn, Echo 2009 có đời. Đầu bò nó nè bạn. À quên có một con, quên quảng cáo luôn. Con này nó có tỉa cành nha. Đây các bạn, đó. Cái tỉa cành này tháo ra bán cũng được 300-400 đó các bạn, 400-500 gì các bạn. Mình cũng không biết cái giá cái loại này. Đó. Loại này nó chuyên ở cái tỉnh nào mình không biết, chứ ở Lâm Đồng mình thì không có xài cái loại này. Lâm Đồng mình thợ người ta không có chơi cái này đâu. Nè mới in da băng nè bạn, thấy không? Rồi. Lô này là lô 11 nha các bạn. Đây, lô 12 máy VIP nè các bạn, máy hợi Mitsu. Lô này là 4 con là 26 nha các bạn. Đây. Con này là TB 26 nè. Con này là TB 26 luôn. Con này nó có cuộc đời đằng sau nè các bạn, nhìn hay lắm nè. Đó, đó nè các bạn, nó có pin nữa nè. Pin nè, đời nè, chạy chới hai kim luôn. Tơi bơi thì nó mặc định của nó là xài chới hai kim rồi bạn. Tơi bơi với tơi thằng tơi bơi nè 267 có cuộc đời nè bạn, dây giật có luôn. Rồi tơi bơi 26. Rồi con này là tơi u nha các bạn, tơi u 26 mặt nhôm, mặt nhôm nha các bạn. Đấy, tơi u 26 mặt nhôm này bạn, chạy nổ, tiếng nổ của nó vàng lắm, giòn lắm bạn, giòn như bắp rang luôn. Là tơi u 26 mặt nhôm này tiếng nổ nghe đã lắm bạn. Dòng này á nổ nghe sướng lắm. Ngày xưa mình bán lẻ mình khói này lắm, mình tìm này mình mua mà. Tại vì này nó nổ nghe nó giòn lắm bạn, nghe đã lắm mà chạy bền nữa. Rồi, con này cũng là tơi bơi 26 luôn nha các bạn. Lô này tung rời hết nha, tơi bơi 26 luôn. Còn con này nó là tơi L23 nha các bạn, tơi L23. Đó nhìn nó to vậy các bạn, mà sao con này nó có 23, nãy mình nhìn tưởng 26 mà ai ngờ nó có 23 thôi bạn. Con này mới lắm nè, đẹp. Mới ken luôn. Mới ken luôn mà nó có 23 thôi nha. Bô nè, trắng tinh luôn. Nè, trò nó mới giả mang luôn mà, mới lắm. Con này mới giả mang luôn. Rồi. Lô này là thì cái thằng cứ thằng 26 là 1.2 triệu nha, còn 23 là 1 triệu. Đây bạn 5.8 triệu nha. Con này là 1 triệu nè, còn này là 1.2 triệu con. 1 2 3 4 4 con là 4.8 triệu, với này 1 triệu nữa là 5.8 triệu nha. Lô Mitsubishi. Đó, hàng hợi đó bạn. Hàng này thì các bạn biết rồi, mình giao lái không à, hàng mấy cái hàng này nó mắc tiền. Cho nên là mình ít khi lên video vậy các bạn. Đó, hôm nay mình lên hàng mắc tiền cho các bạn mua nè. Đó, rồi lô này 5.8 triệu nha. Đây, lô bò nó nè. Lô 12 nha, 5.8 triệu. Lô Mitsubishi nha. 4 con là 26 nha các bạn. Một con 23, mà cái con 23 đẹp nhất chuồng luôn. Lô 13 bạn, lô 13. Hai con này có 1.4 triệu thôi các bạn, hốt nhanh nè, hai con tâm bự nè, nòng lớn nè. Con này nòng 38 ly bạc, dày 2 ly các bạn, nòng 38 ly. Nòng của nó là dạng như nòng kiến các bạn, con này nè. Đó, nòng 38 ly nha, bạc dày 2 ly. Con này là nòng 37 ly các bạn, con này nè. Rồi. Hai con này 1.4 triệu thôi, lô 13 các bạn. 1.4 triệu. Con này còn ổ cước của Nhật luôn nè các bạn, nè. Mới in da băng luôn. Rồi. 1.4 triệu nha. Lô 13 nha các bạn, 1.4 triệu. Đó. Lô 14 bạn, hai con này là tơi đơi 33 nha các bạn. Tơi đơi 33 dạo này gần đây nó rất là hút hàng luôn các bạn. Tại vì cái thằng tơi đơi 33 này các bạn, bây giờ nhiều anh em làm lại nhiều, rất là nhiều luôn. Các bạn biết vì sao không? Giá nó rẻ bạn, mà chạy nó ăn G3K luôn. Nó ăn tiền nó mạnh lắm bạn, máy rất bền nha. Nhưng mà thằng này các bạn giờ phải độ lại sơi, hoặc là các bạn mua sơi mới gắn vô. Đi sơi mới giờ nó cũng có bán mới rồi. Hoặc là các bạn lên đi sơi 260 luôn. Lên đi sơi 260 chạy banh cái máy luôn bạn. Chạy đủ mà chạy biết khi nào nó hư luôn. Đó. Xay qua lăng, độ gắn lại sơi 260. Thì lô này có 1.6 triệu rồi, lô 14 nha. Dòng này bây giờ thấy anh em hỏi lại rất là nhiều luôn bạn. Thằng TD33 này.
lúc xưa ngày cách đây mà cái thằng TD33 này bạn, mà 10 năm trước bạn, nó là hợi bạn, nó là hợi luôn á, nó giống như TL33 bây giờ vậy, nó là hợi luôn. Má anh em đã làm ghê lắm, nhưng mà cách đây khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây là thì người ta ít làm lại, cho nên là nó rẻ lại đi các bạn. Nó có nè, hai con có 1.6 à, các bạn thấy không? Chứ thằng này mà TL33 thì ông có nội nó hai con này phải 5 triệu rồi, thấy không? Các bạn thấy không? Nhưng mà hai con này nó có 1.6 rồi, các bạn bỏ ra rất là ít tiền luôn. Nhưng mà cái là giờ các bạn bỏ con của bạn làm lại chạy ngon hơn cái thằng G3K luôn các bạn. Nòng thằng này bền lắm bạn, nòng 37 ly, bền. Giờ mình thấy anh em thợ ta làm lại nhiều lắm. Rồi giờ mình thấy những anh em thợ ở xa, ở nhất là ở Bình Phước rồi, ở Long Khánh rồi, người ta tìm mấy cái dòng TD33 người ta làm lại nhiều đó các bạn à. Làm lại rất nhiều luôn. Rồi lô này là lô 15 nha, 1.6 thôi. Lô 15, con này mới nè bạn, như mấy thùng luôn nè. Bô nó nè, mới can luôn. Này mới lắm nha. Còn con này thì nó dơ các bạn, nhìn nó lọ lem bà cố luôn, nó dơ thôi. Nhưng mà giờ các bạn rửa ra nó còn mới nha. Giờ các bạn rửa ra, hàng thì đinh ba bú mình bao không xịt nước, không chà rửa nha các bạn. Tại vì hàng mà xịt nước lên là nó nước lỡ axit rồi bạn, rửa nhất là rửa axit. Nó vô cái vòng bi này, nó xào vòng bi. Cho nên là không xịt nước, không chà rửa nha. Rồi. Lô này là 1.3 triệu nha, lô 15 nha các bạn. Lô số 15. Ồ, cái cần bi cong rồi bạn nè. Ủa ngớm không? Mai mình cho bạn bộ cần khác nha. Còn cái bộ này cong nhưng mà mình đóng theo luôn. Giờ các bạn làm gì làm nha, nó cong nhưng mà mình đóng theo cho các bạn luôn đó. Lô 13 nha. Rồi lô 14 các bạn, lô cuối cùng ngày hôm nay, à lô 15 chứ lộn, lô này lô 15 1.3 các bạn chứ không phải lô 13. Lô 16 bạn, lô này là ba cái con ngớ ngồi đây nè bạn, nó là 23 thôi bạn nè, 1 2 3, ba con này ngoài đây là 23 thôi, nồng 32 ly. Còn hai cái con này bạn, cái con này là 30 sơ sơ nè, nồng 37 ly. Còn con này 26 nè, nồng 34 ly. Đó. Đây nè, mình quay cho bạn xem ổ giật của nó nha. Nè, con này là 261 các bạn. 26. Con này là 3030 nè. Đó, 3030. Con này nồng 37 ly hợi nha các bạn. Con này nó mà mấy cần các bạn. Mấy cần là con này nó nằm giá phải 1.7 triệu. Đến 1.5 triệu bạn, 1.7 triệu, 1.5 triệu luôn. Đó. Rồi. Còn con này là 23 nè, 2330. Con này là 23 trợ lực nè bạn, con này 23 trợ lực luôn nè bạn. Đó, bình xăng màu trắng lắm, đẹp. Rồi. Cần kiếp nó nè, đồ bò nó nè bạn. Có con này cần nó cong nè bạn. Thì cái lô này 1 2 3 4 5 con thì mai mình đóng hàng cho bạn là 6 bộ cần nha. 5 cái máy 6 bộ cần. Thì đây, mình nhân giá lên cho bạn luôn nha. Thì cái 23 này là 700.000 cây. 1 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ở 3 con 23 thì các bạn nhân lên là 700.000 con nha, là 7 lần 3, 2.1 triệu. Đây bạn, 2.1 triệu nè, mình có ghi nè, 3 con 23 nhân giá 700.000 nè là 2.1 triệu. Với lại con này với con này là 2 triệu nè. Con này với con này, con 30 với con 26 này là 2 triệu, là 2.1 triệu cộng với 2 triệu là bằng 4 triệu nha. Đó, lô 16 nha các bạn, 2.1 triệu cộng 2 triệu là bằng 4 triệu. Rồi lô 16 nha. Ba con 23 với hai con là 26 với 30 nha các bạn. 26 30 là nòng 34 với 37 ly. Còn ba con kia là nòng 32 ly nha. Đó. Rồi. Lô cuối cùng ngày hôm nay các bạn chụp màn hình lại nha. 2.1 triệu với lại 2 triệu là 4 triệu. Rồi. Lô này là đầu bò của nó là còn đủ á nha các bạn. Có con còng nó cong thôi. Thì mấy cái này các bạn yên tâm, mình sẽ giải quyết bằng thêm một cây còng nữa. 1 2 3 4 6 5 cây thì mình đóng cho bạn 6 cây còng. Đó, vậy thôi bạn, giải quyết nhanh gọn. Rồi. Rồi hết rồi bạn. Hôm nay mình quay sớm, quay lúc giờ đang quay là lúc mới 6 giờ thôi. Thì cho tranh thủ bạn hôm nay mới được nó xả được một tí nè. Rồi quay xong rồi mình sẽ đi nhậu thôi bạn, chứ để cho thư ký nó nghe điện thoại nó bán hàng cùng mình đi nhậu. Rồi. Các bạn mua hàng thì liên hệ cho số điện thoại mình để trên tiêu đề nha các bạn. 0344862079 rồi. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ và mạnh khỏe và vạn sự như ý, mà đáo thành công. Rồi anh em mua hàng, cảm ơn tất cả các bạn đã mua hàng của Đinh Ba Búa mình rất là nhiều trong thời gian qua luôn nha. Mình bán tới đây là cũng mấy cả 100.000 cây cắt cỏ rồi, mà cũng không biết làm sao để mà cảm tạ anh em luôn, chỉ biết bán rẻ cho anh em thôi. Rồi xin cảm ơn và tạm biệt các bạn nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn.